Rồi hello chào cả nhà ha. Rồi hôm nay em lên được 5 con nữa cô chú anh chị mình ơi. Đó. Rồi em cũng có chuyến xe đi về Long An với Trà Vinh nha. Thì hai khu vực đó luôn. Đó. Rồi, đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Đây con bò đầu tiên ha. Con bò bò lai này cô chú anh chị. Đó. Đây, con đây bò xin ha. Con đây thì cao 1m03 bò ngang cô chú anh chị. Đó, đầu đó. Đó. Cháy bố mình nghiêm chỉnh ha. Chân cẳng đứng thẳng hết, yếm mình lột phạch luôn. Đó, nhận đầu đó nè. Đó. Mà ông đích cậy đuôi bự bò mập ha. Đó. Con này nè, bữa hôm qua nó về nè cô chú anh chị. Đó. Cái nó tông vô cái cạnh nè, cạnh cây sắt nè. Tông vô cạnh cây sắt nè ha. Đó, lát miếng da. Em cũng có xịt thuốc luôn nha cô chú anh chị, lát miếng da ha. Đó. Đây, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, lát miếng da ngay cái đó ha. Nó tông vô cái đó ha. Vô cái cọng cây sắt tròn đó ha. Đó, em cũng có xịt thuốc rồi. Đó. Bò đây thì nó bị lỗi ngay đó nha. Đó. Thì bò có sao nói vậy cho cô chú anh chị mình luôn ha. Chiều cao là 1m03 bò ha. Cháy bướm nghiêm chỉnh, chân kiền khú ha, lưng thì một lưng luôn. Đó. Đó em xịt thuốc nha cô chú anh chị. Con cái nha cô chú anh chị. Rồi, con đầu tiên em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 9 triệu ha. Đó. Chân cẳng ha, đứng thẳng lưng thì một lưng luôn. Đó, bò đây thì cô chú anh chị mình muốn thui muốn nuôi luôn ha. Ăn uống thì em bao ha, bao bệnh tật cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, tại vì nó tông vô cây đóng đó ha. Bò con mới về nó hơi cao nó hơi tông ha. Ăn uống em bao hết cho cô chú anh chị mình luôn ha, bệnh tật luôn. Rồi con đầu tiên 9 triệu ha. Rồi, em bước qua ba con bò, bốn con bò lai ha. Con đây á, là con siêu mô đỏ nè cô chú anh chị. Con đây cái ha, chân cản yếm thì lạch phạch luôn nè. Đó, cực kỳ bò, cực kỳ tốt luôn ha. Đó, dòng đây là mẹ xin đẻ ra ha. Dòng một ha. Đó, chân cản nè, rúng dài luôn. Đó, rừng rúng ha. Lưng cản ha. Một bò đây, hai con này là tầm 6 tháng bò nha cô chú anh chị. Tầm 6 tháng bò ha. Đó. Bốn con này em mua một chủ luôn nè. Đó. Đây, con cái ha, siêu mổ đỏ. Cực kỳ tốt. Đó, em quay xa cho cô chú anh chị mình dễ xem. Đó, yếm thì lạch phạch luôn, rúng rồi đây. Dàn rúng dài luôn ha. Đó. Mấy dòng đây thì cô chú anh chị mình để nái rồi, cực kỳ luôn ha. Yếm thì rúng, yếm thì dài, lưng thì một lưng luôn. Đó. Rồi, con số 2 này em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 10 triệu ha. Đó. Thì cô chú anh chị cứ chọn lựa ha. Từng con. Đây, lưng dài đó nè. Lưng thì một lưng luôn ha. Đó. Siêu màu đỏ ha. Rồi, em bước qua con màu đực siêu luôn. Đây. Chiều cao của con này nó khoảng trên 9 tấc nha cô chú anh chị. Hai con này là 9 tấc ha. Con số 2, con số 3 này từ 9 tấc trở lên ha. Đó. Con số 3 là con đực nè. Con đực ha. Đây dàn đầu nè. Đó. Con đây cũng siêu mổ đỏ luôn ha. Chân cẳng đứng thẳng luôn. Chân bự hết. Đứa nào cũng chân bự hết ha. Lưng dài, lưng nách gì đều bự hết nè. Đó. Đó. Từng con ha. Con số 3. Con số 3 thì cũng 9 tấc trở lên ha cô chú anh chị. Chân cẳng ha. Đây mông đít nữa. Đứa nào cũng bắn mông bắn đùi ha. Lưng một lưng luôn. Đó, khỏi nói dàn lưng. Em quay sổ hai bên luôn. Cho cô chú anh chị mình xem hai bên ha. Đó. Từng con. Rồi con số 3 đem báo giá cho cô chú anh chị mình ha. 11 triệu ha. Đó, mấy bò đây muốn thui muốn nuôi luôn ha. Đó. Dựa giá hết rồi, dựa giá thịt hết rồi. Đó. Con số 3 11 triệu ha. Rồi, em bước vào con số 4 nè. Đó, con số 4 là con siêu mổ đen ha. Con siêu mổ đen. Đó, cực kỳ ha. Đây dàn đầu nè. Đó, đầu tròn đầu trụi đẹp luôn ha. Con đây đó, yếm thì lạch phạch luôn. Chân cẳng mầm bự luôn ha, rúng dài luôn. Đây dàn rúng nè. Đó, rừng rúng nó chuyền từ trước lên tới sau tới nay vú luôn. Bản lưng theo khỏi nói bản lưng ha. Đó, cực kỳ tốt luôn.
lưng dai đều hở hết rồi. Thùng dao thì khỏi chê luôn, đuôi thì cũng một chùm luôn ha. Đó, chiều cao con đây á là 1m03 bò nghe cô chú anh chị, 1m03 bò ha. Đó, từng con ha. Đây dàn rúng nè, yếm thì đâu khỏi nói, dàn yếm luôn ha, rúng yếm dài luôn. Cõi này vú nè, em lại gần nè, đó chuyện lên tới cái này vú luôn ha, cực kỳ tốt luôn. Lâu lâu mua được bò này đúng đời luôn nè cô chú anh chị. Con đây thì khỏi nói, để nái mình khỏi nói ha. Siêu mỏ đỏ ở bên, siêu mỏ đen ha, con đen siêu mỏ đen. Thì dòng bò siêu thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, cực kỳ mát sữa luôn đó. Rồi con số 4 em báo giá luôn ha, 13 triệu ha. Đây dần mông dần đùi nữa nè, khỏi nói dần lưng nữa, mướt rượt luôn. 13 triệu ha, con số 4 13 triệu. Rồi em bước vào con đực nè, đực 3B ha. Con đây thì chiều cao nó 1m08 bò. Đó. Chân cẳng cũng đứng thẳng luôn ha, dài đòn, bò rất là dài đòn luôn ha. Đó. Mê ăn quá. Đây, dòng mông mẫn mông, mông bự luôn. Đó. Mông đít nữa ha. Đó, quay xa cho cô chú anh chị mình xem hai bên ha. Mông bự luôn ha, rất là dài đòn nha cô chú anh chị. Em quay hai bên luôn ha, từ 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 đó. Đực 3B thì chiều cao nó 1m08 bò ha, bò cũng tốt, cực kỳ tốt, chân cẳng ha, đó đứng thẳng hết, dài, khoảng cách của em quay nè rất là xa luôn ha. Rồi con 3B đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 15 triệu ha. Thì cô chú anh chị cứ cho chọn lựa con nào cũng được đó. Đó, bò thì đi phân rất là tốt luôn ha. Đó, rồi thôi video nó cũng dài ha, rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.